Xin chào tất cả anh chị các bạn, chào mừng các anh chị và bạn quay trở lại với khóa học xây dựng thương hiệu trên Internet trong thời kỳ 4.0. Và trong video bài học này thì Phan Anh sẽ trình bày với các anh chị và các bạn cái cách thức mà chúng ta sẽ xây dựng thương hiệu thông qua nền tảng Instagram. Thì như chúng ta đều biết rằng Instagram là một mạng xã hội được Facebook mua lại. Đây là một cái mạng xã hội dành cho giới trẻ và được gọi là mạng xã hội chia sẻ hình ảnh. Thì hầu như những cái nội dung mà được chia sẻ trên Instagram chủ yếu đó là ảnh. Vậy thì để xây dựng được thương hiệu ở trên Instagram thì bắt buộc là chúng ta cần phải có một cái sự am hiểu về ảnh nhất định. Đầu tiên thì chúng ta có thể là phải có kỹ thuật chụp tốt. Thứ hai, nếu mà chúng ta không có kỹ thuật chụp tốt thì chúng ta phải biết diễn tốt, đặc biệt là biết diễn bởi vì chúng ta chính là nhân vật trong cái bức ảnh đó. Và thứ ba là chúng ta phải sử dụng điện thoại di động hoặc là máy ảnh chuyên nghiệp để có thể chụp cho chúng ta những bức ảnh thật là đẹp. Và sau đó thì chúng ta có thể đưa lên máy tính hoặc là đưa lên điện thoại sử dụng các phần mềm để chỉnh sửa về màu sắc, về bố cục, về phong cách trước khi chúng ta đăng lên Instagram. Bởi vì trên Instagram đó là những cái bức ảnh nó rất là nghệ thuật, màu sắc các thứ nó cũng tương đối là lạ lẫm. Cho nên nếu mà bạn nào mà biết diễn tốt, bạn nào có ngoại hình đẹp, bạn nào có gương mặt khả ái ăn hình, kết hợp với một cái bố cục và những cái cách thức để thể hiện hình ảnh làm sao cho nó đẹp và chuyên nghiệp thì chúng ta sẽ rất là có lợi thế trên Instagram. Và tức là chúng ta kể các câu chuyện bằng hình ảnh. Thí dụ như là có những cái bộ ảnh rất nổi tiếng như là anh nắm tay em đi khắp thế gian. Chỉ cần một cái bộ ảnh như vậy, mình check in ở một số các cái điểm du lịch trên toàn thế giới và tự khắc nó sẽ trở thành một cái câu chuyện nổi tiếng trên toàn cầu. Và khi nổi tiếng trên toàn cầu như vậy thì cả hai nhân vật trong cái tài khoản Instagram đó đều trở nên nổi tiếng và sẽ có rất nhiều những cái cơ hội hợp tác, cơ hội kiếm tiền đến với họ. Tương tự như thế thì các cái tracker hoặc là những cái Instagrammer, những người mà gọi là KOL tại Việt Nam thì họ cũng sử dụng Instagram như là một cái công cụ để mà phát triển cái thương hiệu cá nhân của mình. Và họ cũng đầu tư rất là mạnh mẽ về cái đội ngũ ekip để mà có thể là từ trang điểm này, làm stylist tạo phong cách này, cho tới là lựa chọn những cái không gian, bối cảnh, rồi thì những cái câu chuyện để người ta chụp hình, mình gọi là sống ảo, sâu deep một tí đấy, đúng không? Bằng điện thoại di động hoặc bằng máy ảnh chuyên nghiệp chỉnh sửa phần mềm này kia, sau đó thì chúng ta post lên trên Instagram. Thế thì Instagram là một cái nền tảng mà hiện nay cái giới nhà giàu, giới trẻ giàu có hoặc là gọi là rich kid người ta sử dụng rất là nhiều, là bởi vì nó có những cái đặc tính riêng, nó không giống với WhatsApp, nó cũng không giống với Zalo, nó cũng không giống với Facebook. Đặc biệt là người ta nói chuyện bằng ngôn ngữ hình ảnh, và ngôn ngữ hình ảnh này nó rất là nghệ thuật và nó rất là đẹp. Ở nước ngoài, ví dụ như ở Mỹ thì các bạn thấy đấy, các danh thủ nổi tiếng người ta cũng sử dụng Instagram như là Cristiano Ronaldo, hoặc là người mẫu người ta cũng sử dụng Instagram rất nhiều. Đấy, thế thì nếu như mà các bạn cứ tưởng tượng rằng các bạn có 20.000 lượt theo dõi trên Instagram, hoặc 50.000, hoặc thậm chí 100.000, thậm chí cả 1.000.000 lượt thì tôi nghĩ rằng rất là tuyệt vời. Và làm thế nào để làm được việc đấy thì việc đầu tiên là chúng ta phải biết cách kể chuyện bằng hình ảnh. Chúng ta phải tạo ra rất nhiều các bức ảnh đẹp liên tục, và chúng ta phải tạo ra những cái video ngắn hoặc là những cái câu chuyện bằng hình ảnh rất là xúc động. Trên Instagram thì tôi thấy là những cái nhiếp ảnh gia người ta rất là nổi tiếng, những người mẫu hoặc là những cái vận động viên về thể hình, những người mà có ngoại hình đẹp, những người mà có cái điều kiện đi du lịch, đi đây đi đó rất nhiều thì rất là có cơ hội trên Instagram. Tất nhiên các bạn cũng có thể là tự trang điểm cho mình, tự biến mình thành những người mà có những cái tài năng về mặt hình ảnh để mà từ đó chúng ta có thể tăng được cái lượng theo dõi trên Instagram lên. Và cái lượng mà theo dõi trên Instagram thì tôi đánh giá đấy là một cái lượng khá là chất và giúp cho chúng ta có thể dễ dàng là thành công ở trên cái nền tảng này. Và khi chúng ta sử dụng cái nền tảng này thì chúng ta cũng không từ bỏ những cái nền tảng khác. Cũng như bức ảnh đấy, chúng ta cũng có thể đưa lên website, chúng ta cũng có thể đưa lên Zalo, đưa lên Facebook, là chúng ta đều có thể làm được. Hoặc là chúng ta sẽ biến những bức ảnh đó thành các cái video để chúng ta đưa lên kênh YouTube làm thêm cho đỡ lãng phí.
Hoặc là nếu như chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta chỉ tập trung vào nền tảng Instagram thôi, thì tôi nghĩ cũng rất là ok, không có vấn đề gì cả. Nếu có điều kiện thì các bạn nên thuê cho mình một ekip chuyên nghiệp từ tạo hình, rồi thì trang điểm, rồi thì làm stylist, rồi thì làm đạo diễn hình, chụp ảnh, chỉnh sửa Photoshop, kết hợp với những cái thông điệp hay ho và viết vào text để có thể đưa lên trên Instagram. Và các bạn biết rồi đấy, Instagram cũng là một cái nền tảng miễn phí mà chúng ta sử dụng thoải mái, và chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo trên Instagram được nha, bởi vì Facebook nó cho phép chúng ta chạy quảng cáo trên nền tảng Instagram và những cái nền tảng khác nữa, và chúng ta cũng có thể tiếp cận trên toàn cầu thông qua cái nền tảng Instagram và nền tảng Facebook này. Ok, thì tôi sẽ kết thúc cái bài học này ở đây. Đây là một cái bài học ngắn và một cái bài học mà tập trung vào một cái công cụ mà cũng không quá là phổ biến ở Việt Nam. Thì thứ nhất là làm thương hiệu trên Instagram có làm được không? Câu trả lời là có. Làm bằng cách nào? Làm bằng cách là chúng ta phải xây dựng hình ảnh. Chúng ta phải kể các câu chuyện bằng hình ảnh. Hình ảnh của chúng ta phải đẹp. Đẹp từ bản thân chúng ta biết diễn, bản thân chúng ta biết make up, chúng ta biết làm stylist trang phục đẹp, chúng ta biết lựa chọn bối cảnh, góc cảnh, chúng ta biết chỉnh sửa hình ảnh, đưa lên, chúng ta biết kể câu chuyện bằng hình ảnh liên tục và tạo ra sự mới mẻ. Những ai thì nên làm trên Instagram, đúng không? Những người có lợi thế về hình ảnh, những người có lợi thế về mặt hình thể, những người có lợi thế về mặt ăn hình, hoặc là những người giàu có được đi đây đi đó, có thể quay những cái video ngắn hoặc là đăng những bức hình ở những cái chỗ rất là đẹp lên trên Instagram. Và những người nổi tiếng các bạn có thể đưa lên trên này, và chúng ta có thể thu được hàng chục ngàn đến cả hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Và cái Instagram là một cái kênh rất là chất để chúng ta có thể làm dành cho các bạn trẻ. Thì các bạn, tôi cũng chia sẻ thêm một chút như vậy. Tất nhiên chúng ta cũng phải đầu tư rất nhiều công sức và tiền bạc cho trang phục, cho stylist, cho làm hình ảnh và cho các cái chuyến đi của chúng ta, chứ không phải dễ dàng ngồi nhà mà làm được Instagram đâu. Tất nhiên là nếu mà chúng ta có tài năng chỉnh sửa Photoshop tốt, đúng không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo.